một phần ở Lemington, Texas. Sau khi cái trận mưa liên tục ở đông nam Texas, có nhiều chỗ mưa rơi khoảng chừng 8 inch. Buổi sáng ngầm này làm cho nhiều cơ sở làm ăn, nhà cửa bị ngập lụt. Chúng tôi cố gắng đi vô trong thành phố Leamington Nhưng mà không thể nào đi được Mưa lớn liên tục làm cho đường cao tốc bị ngập Xe thì chạy chậm vào buổi sáng Chỉ đi tới được ngay thành phố Cold Spring Cách ở Leamington 17 màu cái con đường đã đóng cửa. Nhìn thấy những người dân địa phương ở đây kéo ngựa ra ngoài. Cả luôn dẫn những con heo đi lên trên đất khô. Khoảng chừng một tiếng đồng hồ trước, nước ngập ngoài sau nhà của tôi lên tới ngang hồng. Rất là hên nhà của cô Vanessa. Nhà cổ trên cao, theo cái tự tin nước không ngập lên thì không có chắc cho lắm. Cái hồ ở kế bên họ đang mở đập. Làm nước tràn vô rất là nhiều trong cái khu nhà cổ đang ở. Cái rất là tồi tệ. Đừng bao giờ dọn vô trong cái khu có thể bị ngập lụt xảy ra còn nằm về hướng đông ở ngay college station ở texas có một người phụ nữ chạy qua các bạc kinh đang bị nước ngập sau khi đó bà ta đã bỏ xe của bả khi mà nước ngập lên quá cao Bà ta ok, cái đó là quan trọng, nhưng mà xe của bà chắc là không rồi. Còn nằm về hướng Bắc ở Houston, cái thành phố chuẩn bị ngập hoàn toàn. Những người dân sống ngay khu này đi ra ngoài nước ngập lên tới đầu gối. Ông hiệu trưởng Houston, tên John, nói cho chúng ta biết Nhìn thấy trong lúc này cái chuyện tồi tệ chưa có xong đâu. Xe cao có thể chạy vô nước giống như vậy. Chỉ có chạy được một phần nào đó. Ở ngay trên Sanchon County, Emergency Crew đã cứu đi 30 người. Dự báo thời tiết mưa sẽ tiếp tục thêm nữa có nghĩa là nhiều người chỗ này phải cần được cứu thêm